Hai và bốn. Và xin chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay em test cái mixer M9 cho anh Hoàng Gia Linh ở Hà Nam. Thì ngay bây giờ thì để test mixer thì test âm thanh trước, thì chút xíu có người hướng dẫn những cách đấu giảm âm thanh như thế nào, thì có chút xíu có người hướng dẫn. Thì ngay bây giờ thì gửi đến cho cả nhà mình cũng như cho anh Hoàng Gia Linh một ca khúc để test cái mixer. Ca khúc được mang tên Người Thương Kẻ Nhớ. Em đi rồi ngậm ngùi tôi ở lại, đêm bóng dài nghe lạnh đầy bờ vai. Người đi mang nỗi nhớ, người ở lại mang nỗi chờ. Ngõ hồn bỗng thành bơ vơ, chỉ còn lại một vầng thơ. Em đi rồi nửa hồn tôi khờ dại, chẳng chớ hoài những kỷ niệm ngày xưa. Ngày tôi em gặp gỡ, ngại tạ từ tay vẫy chào, mềm lòng chấp nhận xa nhau bởi giọng đời tựa sóng dâng cao. Em ra đi nơi trời xa xứ lạ, nhớ nhung gì về miền đất quê ta. Em vô tư hay là em vẫn nhớ những con đường tình từ ngày qua. Em đi rồi có nghĩa là xa rồi, tôi ngóng chờ cũng chỉ là chờ thôi. Làm sao ngăn được bước người dừng lại chung hướng đời, để tình không còn chia phối, để lệ buồn không mặn bờ môi. Alo. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn giới thiệu sơ sơ về cái dòng sản phẩm này cho anh Hoàng Gia Linh ở Phủ Lý, Hà Nam nhé. Đây là bàn mixer Yamaha M9 anh mua về tặng cho bố để hát live stream. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn sơ cho anh, ở đây là đường live mix. Đây là mix 1, mix 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ở đây có cộng 89 đây. Rồi chúng ta gắn cái mic nào thì nó chỉnh đường đó. Ở đây là cái gain đầu vào của mic nè. Đây gain đầu vào ha, đây tăng lớn nhỏ. Đây là kết nè, trung nè, bass nè. Đây là ngõ ra AUX. Gửi FXR. Đây là cái lớn nhỏ của hiệu ứng nha. Rồi ở đây là đường lấy nhạc. Đây mình đang lấy nhạc đường này để nó ra CT cho nó hay hơn. Ta chỉnh được hai đường. Còn nếu anh muốn chọn Bluetooth thì chúng ta bấm đây. Đầu tiên là bấm cái nút play này một cái ha, bấm nút về này một cái, bấm lại nút play cái là Bluetooth sẽ hiện lên, ta dò điện thoại nó sẽ ra thôi. Rồi cái thứ hai nữa là cái cổng Avalizer. Cái cổng này thì nó giống thay thế cho lọc xì. Nút giữa là âm trầm, bên đây là kết, cái ba cần bên đây là kết, bên đây là ba cần đây là bass nha. Rồi tiếp theo là cái hiệu ứng echo, thì nó hay dùng nhằn xíu. Hiệu ứng echo thì tất cả những cái nút màu vàng này nó đều echo hết. Những cái line nào mà chúng ta lấy nhạc thì chúng ta tắt cái echo đi, đừng để nó vang vọng. Cái thứ hai nữa là đây là cái thí dụ chúng ta đang sử dụng mic 1 thì chúng ta sẽ tăng giảm cái echo ở đây, và đây là echo tổng. Còn đây là chọn chế độ lớn nhỏ, lặp đi lặp lại nhiều ít của cái thằng echo. Còn ở đây là 99 chế độ. Ở đây mình đang chọn chế độ 96, vừa echo vừa reverb. Thí dụ như ở đây anh chọn cái reverb số 7 đi,
ấn xuống, ở luôn, 1, 2, đây là chế độ vần, lớn nhỏ vần đây, còn delay không? 4, 3 đi, ở luôn, 1, 1, 2, 2, 6, 7, 7, đó, đây là cái delay không? Rồi, đơn giản ở đây, ra đẩy, hai này đường này ra được đẩy, đồ này ra âm ly, đây ra âm ly, cộng 6 ly, còn là nói cái delay chim qua đường này. Rồi ok, đơn giản vậy thôi. Ở đây là 48V khi chúng ta chọn thu âm. Còn nếu ta không dùng cái thu âm thì ta cần phải mở lên. Rồi ok, một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn bạn Hoàng Gia Linh đã ủng hộ Studio Tàu Nguyễn. Anh chị và các bạn nào quan tâm sản phẩm liên hệ với em theo số điện thoại 0937381978, 0906041727. Trụ sở tại Bình Dương số 327-1, đường 30 tháng 4, khu phố 3, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Trụ sở thứ hai tại Thủ Đức số 45-23, đường Chương Dương, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức. Số điện thoại 0935004347. Tại Phú Nhuận số 55-2A Phan Đình Phùng, phường 17 Phú Nhuận, số điện thoại 0976563438. Và để tư vấn về các dòng sản phẩm, về loa, về kỹ thuật, cũng như là cần lắp đặt và lắp ráp thì anh chị và các bạn liên hệ số điện thoại hotline của kỹ thuật, số điện thoại 0901427044. Ok, một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều nhé.